Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh tế Hợp tác xã tháng 10 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong số này, chúng tôi xin phản ánh về các hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Dương Lịch. Để sẵn sàng cung ứng đủ sản phẩm mộc mỹ nghệ và dân dụng, các hợp tác xã tại xã Làng Nghề Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào đang đẩy mạnh sản xuất nhiều mặt hàng với sản phẩm phong phú và đa dạng về chủng loại nhằm thỏa mãn thị hiếu của người tiêu dùng. Các sản phẩm mộc mỹ nghệ được ưa chuộng trong dịp Tết thường gắn liền với các bộ tranh khắc gỗ như Tam Đa, Ngũ Phúc, Tứ Quý, Vinh Quy Bái Tổ. Chị Huế là một thành viên trong hợp tác xã chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thôn Phúc Biếu, xã Hòa Phong cho biết, tượng gỗ Di Lặc và Đào Tiên đang là một trong những sản phẩm bán chạy trong dịp này, với nhiều đơn hàng đã được khách đặt làm. Trưng một bình mai để ở phòng khách thì rất là đẹp luôn rồi. Di Lặc thì thường thường là mang diện mặt là hoan hỷ, mang tài lộc cho gia chủ. Thế nên rất là nhiều nhà để dinh cụ Di Lặc hoặc là bình mai về để trưng ở gia đình phòng khách nhà mình ạ. Tại hợp tác xã Mỹ Nghệ Hòa Thuận cũng tương tự, có tới 70% đơn hàng đã ký hợp đồng là tượng gỗ Đức Phật Di Lặc. Hợp tác xã Mộc Dân Dụng Tùng Lâm tại thôn Vân Dương, xã Hòa Phong hiện cũng đang chạy hết công suất nhằm hoàn thiện sản phẩm trả khách dịp cuối năm. Phần lớn các sản phẩm hoa văn được hợp tác xã thiết kế trên máy tính và do máy móc đục tự động. Ông Vũ Đức Tuy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phong khẳng định, bên cạnh việc định hướng các hộ sản xuất sớm xác lập pháp nhân rõ ràng để tiện cho việc mở rộng giao thương ra nước ngoài, Ủy ban Nhân dân xã cũng có những định hướng cụ thể đối với các hợp tác xã theo tinh thần kế hoạch số 125 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lấy hợp tác xã làm nòng cốt, có cái nhãn hiệu tập thể thì so với trước thương hiệu quảng bá nó đẩy lên rất là nhiều. Các cái sản phẩm mà phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán tới đây là sẽ đa dạng dòng hàng, nhóm hàng mỹ nghệ và cái mộc dân dụng. Các sản phẩm tranh khắc gỗ hiện đang có xu hướng giảm dần do thị trường đã bão hòa, loại tượng và con giống lại đang lên ngôi. Chính vì vậy, việc tiếp xúc thị trường mới ngoài Trung Quốc, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á đang là thách thức đối với các hợp tác xã mộc mỹ nghệ nói riêng và các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ nói chung. Để khắc phục khó khăn do dịch COVID-19, nhiều hợp tác xã vận tải đã chủ động huy động nguồn vốn ngân hàng, tân trang phương tiện, giãn ca lao động hành chính và cắt giảm chi tiêu không cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định kinh doanh. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Trần Gia chuyên kinh doanh vận tải hành khách bằng dịch vụ taxi và dịch vụ xe du lịch. Đơn vị có văn phòng tại địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động là một ví dụ điển hình trong việc khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với 42 đầu xe các loại, doanh thu trước khi xảy ra dịch COVID-19 của đơn vị hàng tháng không dưới 500 triệu đồng một tháng. Khi phương tiện phải đắp chiếu bởi lệnh giãn cách thì cũng là lúc công ty cho phần lớn nhân viên nghỉ chờ việc. Tranh thủ thời điểm ít việc, hợp tác xã đã vay trên 4,8 tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng phương tiện. Khi chúng tôi hỏi một số ngân hàng là trong cái thời điểm này chúng tôi được có quyền giãn nợ, nhưng mà khi giãn nợ thì lại nhảy nhóm. Mà đã nhảy nhóm thì đã ảnh hưởng đến các khoản vay và tiếp cận ngân hàng sau này của chúng tôi. Tương tự, các hợp tác xã kinh doanh vận tải như hợp tác xã Châu Sơn, hợp tác xã vận tải Hưng Yên, hợp tác xã vận tải Cộng Lực cũng đều trong tình trạng khó khăn bởi dịch COVID-19. Theo ông Nguyễn Trọng Phụng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên, 15 tỷ đồng từ nguồn quỹ phát triển hợp tác xã đã được giải ngân cho các hợp tác xã vay, mặc dù nguồn không lớn nhưng cũng là cứu cánh khi hợp tác xã gặp khó khăn. Từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi cũng đã tổ chức được 8 cái lớp đào tạo bồi dưỡng cho cái đội ngũ cán bộ hợp tác xã của các lĩnh vực với được khoảng 500 cán bộ hợp tác xã tham gia. Thế còn về hỗ trợ vốn thì Liên minh tỉnh có quỹ hỗ trợ được Ủy ban dân tỉnh giao 15 tỷ. Thì lúc nào cái số vốn này chúng tôi cũng cho các hợp tác xã là vay hết, dư nợ gần như lúc nào cũng bằng không. Chính phủ đã có chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chịu ảnh hưởng của COVID-19. Nhưng đến nay, tất cả các doanh nghiệp vận tải của Hưng Yên vẫn chưa tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Không trông chờ, chủ động tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng đã được các hợp tác xã thực hiện, đang là phương án tối ưu
để sớm vực dậy sản xuất và là hướng đi đúng, tránh phá sản ở các hợp tác xã vận tải khi dịch COVID-19 đi qua. Chuyên mục Kinh tế Hợp tác xã của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.